Chào tất cả anh em, mình là Tài Bá Độ. Hôm nay mình sang bên Đông Anh Hà Nội đối cái bô Alpha Chày không phổ thường có nút tiêu trong của các bô rồi anh em nhé, để tạo âm thanh cho mình. Rồi đây có cái sợi tơ 150 anh em nghe thử bô nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em, xin clip của mình.